Xin chào các bạn, mình là Phương Lâm và đây là kênh YouTube của Sophie Việt. Như tiêu đề của video thì hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn bài đánh giá thời lượng pin của Surface Pro 7 và Surface Pro 6. Bắt đầu video thôi. Mình đã mượn hai máy Pro 7 và Pro 6 ở Surface Việt, đều có cấu hình là i5, RAM 8GB, SSD 128GB. Cả hai máy thì mình đều sạc pin đầy 100%. Mình đã thực hiện hai bài test với tác vụ đơn giản và tác vụ nặng. Bài test đầu tiên, với tác vụ đơn giản nhẹ nhàng, mình lướt web, xem video, soạn thảo văn bản với 100% độ sáng và 50% mức âm lượng. Cả hai máy đều để ở chế độ Best Performance. Surface Pro 7 cho thời lượng dùng là 4,5 giờ và ở Surface Pro 6 là 6 giờ. Khi mình chuyển máy về chế độ Recommend và 50% độ sáng màn hình và âm lượng, thời lượng pin của hai máy lần lượt là 7 tiếng trên Surface Pro 7 và 8 tiếng trên Surface Pro 6. Với các tác vụ nhẹ nhàng cơ bản thì Surface Pro 7 trông có vẻ là khá kém cạnh so với Pro 6. Chúng ta cũng đã biết trước điều này khi mà Microsoft công bố thời lượng pin của Surface Pro 7 là 10,5 giờ, còn trên Pro 6 là 13,5 giờ. Điều này thì cũng làm người dùng khá lo lắng khi mà chọn mua Surface Pro 7, nhưng mà thực tế chúng ta thấy thì chúng cũng không chênh lệch nhau là bao nhiêu cả. Bù lại thì trên Surface Pro 7 có thời gian sạc pin nhanh hơn so với Pro 6. Mình cũng có làm video test khả năng sạc pin của Pro 7 và Pro 6. Nếu mà các bạn quan tâm thì link video mình sẽ để ở đây và phần mô tả các bạn nhé. Bài test thứ hai với các tác vụ nặng hơn là chỉnh ảnh trong Photoshop và edit video. Mình khá ngạc nhiên khi Surface Pro 7 lại cho thời lượng pin dùng lâu hơn cả Pro 6, khi con số lên đến 3-4 tiếng dựng video liên tục trên Surface Pro 7 và 2,5 đến 3 tiếng trên Pro 6. Mình nghĩ là việc trang bị con chip Intel mới giúp cho Pro 7 có hiệu năng tốt hơn và tiết kiệm pin hơn khi mà thực hiện các tác vụ nặng. Qua hai bài test thì mình rút ra rằng thời lượng pin sử dụng thực tế của Surface Pro 7 và Surface Pro 6 cũng không chênh lệch nhau quá nhiều. Những gì mà nhà sản xuất công bố thì cũng chỉ là lý thuyết và chỉ thử nghiệm trong môi trường được gọi là hoàn hảo mà thôi. Trên đây là video test nhanh thời lượng pin của Surface Pro 7 và Surface Pro 6. Nếu thấy video này hay và hữu ích thì hãy để lại một like cũng như là một subscribe để ủng hộ chúng mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!